Bắt đầu thì hôm nay mình muốn mong muốn được trình bày một vài cái giới thiệu về các hệ thống wireless power transfer ứng dụng cho EV. Cái mục tiêu chủ yếu là giới thiệu sơ bộ cho mọi người cái hướng tiếp cận. Hello, ok, cho mọi người hướng tiếp cận nhất là cho những người mà mới tham Bắt dự lĩnh vực này. Thì bản thân mình cũng là người mới tham dự vào cái lĩnh vực wireless power transfer này trong cái dự án 3 năm của trường Đại học Khalifa University và trường và viện KAIST bên Hàn Quốc, theo cái dự án là đôi bên cùng tài trợ cho cái nhóm nghiên cứu của mình. Thì dự án cũng sắp sửa kết thúc, chứ còn tầm gần 1 năm nữa. Thì cái nội dung của bài thuyết trình hôm nay thì chủ yếu là dựa trên cái bài báo mình vừa mới được accept bên trên cái transaction của Power Electronics. Đấy, bài thì nó cũng thiên về cái dạng bài này là cái bài thiên về review, nhưng mà nó có pha chút kỹ thuật. Thì chi tiết thì mọi người có thể là tham khảo cái bản early access trên trên IEEE. Nội dung trên đây thì mình cũng mong muốn là giới thiệu sơ bộ rồi là phân loại để mình tạm thời biết là cái vị trí cái locate được cái lĩnh vực nghiên cứu của mình trong cái tổng thể. Đồng thời thì mình cũng muốn cung cấp một cái góc nhìn là từ cái mô hình mạch, chủ yếu là mô hình mạch thôi, để mình chúng ta hiểu được cái lĩnh vực này. Sau đó thì mình trình bày một vài cái thiết kế phổ biến cho cái lĩnh vực high power transfer, rồi có một số cái thảo luận cho các hướng nghiên cứu. Thì sơ bộ thì cái hình một các bạn có thể thấy là cái ứng dụng cái công nghệ sạc điện không dây ấy, thì tạm thời hiện tại thì chúng ta thấy là người ta có thể là chia đôi ra là công nghệ sạc là với cái ứng dụng là gọi là 00 non-radioactive, tại tiếng Việt có thể dịch là gì, không không phát xạ, và cái ứng dụng hai là có phát xạ với cái tần số radio frequency. Đấy, chủ yếu cái lĩnh vực ở đây mình muốn nói tới là ứng dụng về sạc điện không dây, nhưng mà ứng dụng cái công nghệ về cộng hưởng từ sử dụng là cuộn cảm này. Đó, cái lĩnh vực là chủ yếu. Thực ra thì cái chia thành 3 phần là inductive coupling, capacitive coupling và magnetic thì nó không chính xác lắm. Tuy nhiên thì muốn nhấn mạnh về gần đây thì người ta thiên sâu về cái mảng cộng hưởng này, sử dụng các cuộn cảm này. Đó, thì cái lĩnh vực ở góc này thì mình không nghiên cứu cái lĩnh vực radiative radio này. Đó, về mặt lịch sử, về mặt phân loại theo cái giải tần số ấy, thì cái lĩnh vực mình sẽ trình bày ở đây là cái low derivative đây đây. Đó, cái khu này để em xem nào. Các bạn có nhìn thấy cái mũi tên không nhỉ? Cái mũi tên chắc nhìn thấy cái mũi tên trình bày dễ hơn. Có em có. Ok. Thì chủ yếu cái giải tần nó tầm kilohertz thôi. Còn tầm megahertz và gigahertz hoặc terahertz hoặc tầm thấp hơn đấy thì không không phải cái lĩnh vực. Thì sau đó mình sẽ chi tiết tại sao ở cái giải tần này sau. Thì tạm thời mình locate mình định vị cái lĩnh vực nghiên cứu của mình ở cái tầm kilohertz, rồi sử dụng các inductive coupling, rồi tập trung xoáy sâu vào cái resonance này, cái hiện tượng cộng hưởng này, để mà tăng cái hiệu suất truyền tải. Đó, sơ bộ về lịch sử thì cái người tạm thời trong lĩnh vực này thì có thể là chúng ta có thể là xem xét thì là Nikola Tesla đầu tiên năm 1893 đến 1897 đây, ông có cái thí nghiệm đầu tiên về cái hiện tượng truyền năng lượng bằng sử dụng các cuộn dây, sau đó có chút ý tưởng về cộng hưởng từ, nhưng mà mãi đến do cái điều kiện phát triển mãi đến tận năm 2000
theo mình biết thì là 2007 sau bên trường MIT thì mới có các thí nghiệm mà thực sự có một cái thí nghiệm mà đã kiểm soát được cái hiện tượng cộng hưởng và tăng cái hiệu suất truyền tải cũng như là cái công suất truyền tải nó cao và gây thực sự chú ý của thế giới. Thì từ năm 2007 thì cái ngành này trở lên là phát triển và được quan tâm rộng rãi. Sau đó thì một loạt các hướng nghiên cứu trong cái ngành công nghiệp ứng dụng cho sạc ô tô gần đây thì đã thấy là đã có rất nhiều các ứng dụng trong công nghiệp. Thì cái trường KU của mình với có cái hợp tác với trường Khai, bản thân trường Khai từ năm 2008 họ đã bắt đầu có những nghiên cứu trên cái ô tô điện, gọi là họ gọi là online vehicle. Thì họ đã có 6, tầm đến nay như là phiên bản thứ 6 thì phải, theo mình biết phiên bản thứ 6 của cái sạc động. Họ tập trung vào cái sạc động, tức là nghiên cứu cho cái ô tô vừa chạy trên đường và vừa có thể sạc được điện không dây ạ. Thì cái phía trường Khalifa của mình là cái hợp tác với họ, nhưng tuy nhiên thì mình chỉ tiếp cận là cái cấp cấp độ là academic đó. Thì sơ bộ là như vậy. Sau đó chúng ta sẽ nhìn hình thứ, các bạn chú ý cái hình figure 4 này chẳng hạn. Chúng ta sẽ có một cái sơ đồ chung về truyền điện không dây. Thì cái quan trọng nhất của truyền không dây chủ yếu là hai, mình vẽ sơ bộ là hai cái hình tròn này, là cái bộ phát và bộ nhận thôi. Là thay vì và sử dụng trong trường hợp này chúng ta sử dụng cuộn dây, thì cái nguyên lý nó tương tự như là máy biến áp để truyền năng lượng. Tuy nhiên thì do cái tính chất tiện lợi là không dây, đâm ra người ta không sử dụng các lõi từ mà thay thế đó bằng các truyền qua không khí. Và cái điểm chốt yếu của wireless là ở đây đó, không dây ở đây. Sau đó thì để là thực hiện cái việc truyền này thì chúng ta sẽ có các thiết bị hỗ trợ, nào đó là các converting system, bao gồm có các nguồn điện, ví dụ chúng ta phải chỉnh lưu và nghịch lưu đẩy lên một tần số, ví dụ như là tầm kilohertz. Ở trong trường hợp này mình dùng là nên đến tầm 100 kilohertz dải tần. Sau đó thì sử dụng các bộ cộng hưởng để giảm cái điện kháng, tăng hiệu suất. Sau đó là các thiết bị nhận, cuộn dây nhận. Sau đó mình sẽ có các hệ thống chuyển nghịch lưu lại, chuyển thành điện một chiều và sạc cho pin. Đó, thì ứng dụng này, đây là cụ thể cho cái ứng dụng trong EV. Chi tiết hơn là cái hình phía dưới các bạn sẽ nhìn thấy, thì ở đây thì mình muốn nhấn mạnh cái cốt lõi là có hai cái cuộn, một cái cuộn phát và một cái cuộn nhận là transmission này, TX này, receiver đây. Đó thì sử dụng các truyền năng lượng thông qua không khí chẳng hạn, là thì khoảng cách gần ở đây là near field, ứng dụng tầm dưới 1 mét. Thì người ta thường lại thường thì mình chỉ phát triển ứng dụng tầm 20-30 cm, là mình test tầm 20-30 cm là khoảng cách giữa cuộn phát và cuộn nhận. Đó. Thì điểm mấu chốt ở đây là cái cuộn phát và cuộn nhận, và mình mong muốn mô hình hóa nó, xem xét các tính chất của nó trước khi mình muốn phát triển sâu hơn các hệ thống khác. Đó. Thì ở đây thì ở cái hình thứ 6 này, về cái cuộn phát và cuộn nhận này, mình có thể mô phỏng nó bằng cái mô hình T. Dẫn lý thuyết rất cơ bản là có một cái điện cảm tương hỗ LM này chẳng hạn, và các LTX, LRX này, đây là các điện kháng, các tự cảm, mà gọi là ok đây, tự cảm này. Tuy nhiên thì trong cái lĩnh vực này thì mình khuyến cáo là nên tách, tốt nhất là chúng ta tách ra thành một cái mô hình mạng T như thế này. Cái điện cảm LM này, mình có cái thành phần âm trừ LM này tương đương capacitor này. Mình tách rời cái
Bình thường mình có LTXR là điện kháng, gọi là điện kháng giò. Ok, mình tách ra thành điện kháng tự cảm thì đúng không? Trừ đi cái hỗ cảm này, LM này. Ok, mô hình này. Thì chút nữa mình sẽ giải thích tại sao chúng ta nên tách thành cái mô hình T như vậy này. Như thế này. Tương tự như vậy thì trong cái lĩnh vực này thì chúng ta cũng có một số cái mô hình dạng T, ví dụ như bằng LCL cộng hưởng dạng như thế này, chúng ta có tụ điện ở giữa LCL, nhưng mà nghiên cứu chi tiết hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể từ cái main coupler của cuộn phát và cuộn nhận này, mình có cái mô hình chữ T đây chẳng hạn. Là dụ như là mình nhìn vào đây thì đây cái hiện tượng cộng hưởng lại giữa cái điện cảm trừ LM với LM này, mình sẽ dư ra một cái điện kháng gọi là điện kháng riêng nó lại LTX, mình hơi nhầm chút là LTX. Giả sử mình có thể xây dựng một cái hệ thống đơn giản nhất là hệ thống SS, tức là mình dùng một cuộn một tụ điện mình mắc nối tiếp và cộng hưởng với cái con LTX này để triệt tiêu cái điện kháng LTX CX ở phía sơ cấp, triệt tiêu điện kháng ở phía sơ cấp, thì cái mạch này nó mạch là thuần cộng hưởng. Cái mạch này thì đã sẽ triệt tiêu được cái điện kháng và sẽ giảm được cái tổn thất. Đây là một trong những cấu hình đơn giản nhất và phổ biến nhất trong cái ứng dụng của wireless power transfer mà cái hệ thống SS system này, để đơn thuần là triệt tiêu cộng hưởng. Giả dụ như trong trường hợp này chúng ta có thể cộng cho nó cộng hưởng tại tần số 85 kHz, cái tần số khuyến cáo bởi một cái tiêu chuẩn điện đúng không, cho EV chẳng hạn, phát triển đến 85 kHz. L trong trường hợp này LRX sẽ cộng hưởng với CRX thể như vậy. Thì cách tiếp cận là của mình là mục tiêu là mình trong cái trường hợp này là mình truyền tải cái hệ thống công suất, nên là mình tập trung vào mục tiêu là nâng cao cái hiệu suất. Thì nâng cao hiệu suất nên mình sẽ nghiên cứu là tại sao cái hiện tượng cộng hưởng thì nó sẽ nâng cao được công suất. Vì giả dụ như trong trường hợp này mình sẽ nghiên cứu các khối cơ bản nhất, ví dụ như là mình có một cái mạch hình, một cái mạch ví dụ như là khối, chúng ta có khối S này chẳng hạn này, mình có ban đầu mình có cái điện kháng X chẳng hạn, bây giờ nếu mình bù nó bằng trừ X thì nó sẽ cải thiện như thế nào. Thì mình sẽ nghiên cứu một là mình có khối X, khối S, khối P này, parallel, khối song song này, khối hình số 7 này, khối hình cái chữ gamma này, khối hình chữ T này chẳng hạn. Thì trong cái bài báo mình nghiên cứu rằng là trong tất cả các khối cơ bản có thể kết hợp của các điện tụ điện và điện kháng, thì mình rút ra rằng là có hai khối quan trọng nhất là khối mắc liên tiếp và khối mắc hình chữ T, là hai cái khối này nó có những cái tính chất mà mình có thể ứng dụng được. Ví dụ như khối hình chữ S chẳng hạn, khi mình mắc vào á, thì mặc dù là nó có những cái điện trở ký sinh làm suy giảm cái hiệu suất truyền tải, ví dụ như gọi điện R0 là cái RS này chẳng hạn này, nó sẽ làm suy giảm. Tuy nhiên thì cái công suất truyền tải này sẽ được tối ưu hóa. Ví dụ như trong trường hợp này mình có mình có cái tổng trở của nó chẳng hạn J0 với JSCV mà cộng hưởng với nhau chẳng hạn. Ok. Thì cái tổng trở này sẽ nhỏ nhất và khiến cái công suất truyền tải này là lớn nhất. Tương tự như khối T block chẳng hạn, mình trong trường hợp này mình sẽ có cái công thức lý mạch đưa ra, mình chỉ ra rằng là nó sẽ tối ưu, tức là công suất truyền tải sẽ tối ưu khi mà cái điện kháng phía R0, tức là điện kháng phía bên phải này, khả với cái bên phải cộng với, giả dụ như trường hợp trong này có cái ô là của phụ tải chẳng hạn, nó sẽ bằng cái công thức này, cái điện kháng ở giữa này, XM theo cái công thức này. Ok, đây là công thức nguyên lý về cộng hưởng. Nếu mình thiết kế được cái hệ thống mà cái XRA này bằng cái XM theo cái công thức thứ hai mình khoanh ở đây này, thì nó sẽ tối ưu.
cho trường hợp đơn giản nhất mình bỏ cái AM này bằng không chẳng hạn đấy, ok, LV thì nó sẽ trường hợp đơn giản nhất là cái điện kháng phía bên phải bằng điện kháng nhánh ở phía giữa này, hai thằng này cộng hưởng với nhau thì nó sẽ cho công suất truyền tải tối đa qua cái khối T block này. Tương tự như vậy, nếu chúng ta công nhận cái điều kiện tối ưu về truyền tải công suất thì chúng ta sẽ có thêm cái điều kiện về tối ưu về truyền tải hiệu suất. Tối ưu hiệu suất chúng ta sẽ có công thức tối ưu về công suất, đó, ta sẽ có P trong trường hợp là nguồn là CV. Đó, tương tự như vậy sẽ có sẽ phía bên phải và giữa. Vậy thì nếu trong trường hợp đơn giản nhất là cả ba cái khối này nó cộng hưởng với nhau, trừ lấy bên phải bên trái và ở giữa cộng hưởng với nhau, trong trường hợp đơn giản nhất thì chúng ta sẽ đưa ra một cái công thức, trong trường hợp này là công thức cộng hưởng một khối T, chúng ta có hiệu suất đạt tối đa, công suất có trong điều kiện hiệu suất tối đa cũng sẽ đạt tối đa. Rồi tiếp theo với công suất tối đa, ở đây chúng ta sẽ có thêm một công thức nữa, trong cái ngành này áp dụng đó là điện trở tương đương tối đa của tải. Đấy, chúng ta sẽ công thức điện trở tương đương tối đa của tải. Tại cái điện trở tương đương tối đa này là công suất truyền truyền tải, hiệu suất truyền tải là tối đa. Ok, từ việc phân tích cái khối S và khối T đó thì mình đưa ra một cái cách là mình phân chia các nghiên cứu hiện tại đấy, các thiết kế hiện đại đấy, dụng các cấu hình bù gọi là compensating này. Trên đây ví dụ như mình có cấu hình của hệ thống truyền tải của mình là như thế này, mình sẽ mô hình hóa theo cái mạng T, tức là cái cuộn phát và cuộn nhận của mình, mô hình T này. Nếu mình sử dụng cái đề xuất thứ nhất là sử dụng cái khối S, mình sẽ dùng các tụ điện để mình bù bù cộng hưởng các điện kháng tự khảm này, các điện kháng tự khảm của các cuộn dây, thì mình sẽ được cái khối hệ thống gọi là SS system. Tương tự như vậy, mình có thể hoàn toàn có thể từ cái điện kháng tự cảm của cái cuộn phát này, mình có thể cấu hình lên thành một cái khối T block này, sử dụng dưới cấu dạng là L L đây, CL cộng hình cái chữ T theo cái phân tích vừa rồi của mình ạ. Tuy nhiên với cái cấu hình như này thì nó hơi là khiên cưỡng, vì buộc cái cuộn bù LF và nó phải bằng cái điện kháng tự cảm của cái cuộn dây phát ban đầu của mình ấy. Nó không thiết kế này thì nó không linh động, nên ra mình có thể sử dụng thiết kế là LCCL, thì mình có thể tùy ý mình chọn LF và CF ở đây là LTX sẽ nó bù cho nhau ba hệ thống này. Đó. Đấy, với cái cách tiếp cận này thì mình có thể giải thích rằng là hệ thống ba cuộn dây ấy, hệ thống ba cuộn dây mình có thể mô hình hóa nó bằng cái hệ thống chữ T này, cũng rất đơn giản, mình có thể giải thích cùng chung với cái kết cấu là hệ thống S system hoặc là hệ thống LCL hoặc là LCCL, và hệ thống ba cuộn dây mình có thể giải thích được theo mô hình chữ T này chẳng hạn. Đó. Thứ cấp cũng như vậy. Đấy, từ bằng bằng cách cái phần mềm ANSYS Simplorer ấy, ở trong đây là kết quả mình sẽ check cái phần mềm ANSYS Simplorer, mình vẽ được cái đường đặc tính về về hiệu suất theo tần số. Ví dụ mình quét cái tần số theo cái trục x này, quét quét cái hiệu suất truyền tải theo cái trục y chẳng hạn, và các màu khác nhau này là biểu thị cho các hệ số nó gọi là gì, coupling coefficient, trong tiếng Việt nó là cái gì ấy nhỉ, là các hệ thống các hệ số giống như hệ số của cuộn dây ấy nhỉ, đó, các cây này gọi là các không biết tiếng Việt là cái gì. Thì trong trường hợp này mình sẽ khảo sát lại, ví dụ màu đỏ này chẳng hạn này, trong trường hợp là weak coupling, trong trường hợp là cuộn thứ cấp với cuộn sơ cấp là cái hệ số móc vòng của nó là rất là thấp chẳng hạn này, thì cái hiệu suất thấy rằng cái hiệu suất nó vẫn đạt maximum như chúng ta phân tích lý thuyết ở cái phần mô hình chữ T đấy.
nó đạp chúng ta thiết kế là ở tại 85 kHz chẳng hạn, cộng hưởng 85 kHz, thì chúng ta thấy rằng tại điểm 85 kHz này thì các tần hiệu suất truyền tải của nó đều là maximum hết. Chúng ta zoom lên chúng ta thấy maximum truyền tải. Và ở cái khi mà cây nó nhỏ, tức là hệ số coupling efficiency nó nhỏ, thì cái hiệu suất nó sẽ giảm rất là nhanh. Thì tuy nhiên thì càng lên cái hệ số này càng lên cao ấy, thì cái hiệu suất của cái dải hiệu suất này nó sẽ rộng hơn, tần số nó sẽ rộng hơn một chút và nó nâng cao. Đó, thì tương tự cái phân tích của chúng ta là tại sao nó maximum, chúng ta đã thiết kế được maximum tại cái điểm cộng hưởng ấy, thì nó sẽ đạt tại, giải thích là tại sao tại điểm cộng hưởng thì nó sẽ đạt tại cái hiệu suất truyền tải là tối đa. Trong đây chúng ta sẽ nhìn thấy tương tự tại cái điểm hiệu suất truyền tải tối đa, thì tương tự chúng ta sẽ có cái tổng trở tương đương nó bằng không, tức là tương đương với zero phase angle ở đây, cái hệ số công suất nó sẽ bằng một đó. Đó. Tương tự như vậy chúng ta sẽ check được cả được cái tổng trở Thevenin, tổng trở Thevenin tại cái điểm cộng hưởng là đạt cực đại đây, cực đại. Cái điểm này nó đạt maximum ấy, vô cùng, thì tương đương với địa chế độ CC1, chế độ current, constant current tại đây. Thì tuy nhiên thì đây là khái niệm tương đối CC1 thôi, ví dụ như cái thằng trong trường hợp là cái hệ số coupling coefficient nó rất nhỏ này chẳng hạn, thì cái Thevenin nó không đạt cái vô cùng như trong lý thuyết, nó đạt được giá trị nó mặc dù nó lớn. Đó. Mà ta zoom cái điểm này lên thì nó không phải là tuyệt đối hóa là cái điểm là cái tính chất của nguồn dòng. Tương tự như vậy tại những cái điểm mà Thevenin nó bằng không này, chúng ta sẽ tương đương chúng ta sẽ có cái tính chất của cái nguồn áp. Tuy nhiên thì cái tính chất nguồn áp này là cái tần số nó sẽ thay đổi, tần số nguồn áp nó sẽ thay đổi chạy theo. Nhưng trong cái trường hợp này ta thiết kế là nguồn dòng cái tần số ổn định ở cái điểm thiết kế cộng hưởng của chúng ta. Đấy, tương tự chúng ta sẽ có thể dùng cái phần mềm Ansys Simrel, chúng ta sẽ khảo sát được cái tính chất biến đổi của hiệu suất truyền tải theo cái các theo tổng trở của phụ tải hoặc là theo cái coupling coefficient. Tương tự đây là trường hợp là chúng ta nghiên cứu sự thay đổi của cái phụ tải, của cái hiệu suất này theo theo cái tải load này, theo cái điểm chỗ tải này. Chúng ta sẽ có vùng phụ tải này, cái này sẽ là định hướng chúng ta điều khiển. Sau này chúng ta sẽ có cái bài toán điều khiển để đạt cái công suất, cái hiệu suất truyền tải tối ưu này. Để sử dụng cái lý thuyết về nguồn S và nguồn T đó, thì chúng ta sẽ có một cái sơ bộ nhìn nhận là toàn bộ nghiên cứu chúng ta sẽ được phân chia ra, là ví dụ như là hệ thống này chúng ta sẽ có một cái nguồn áp, là cái nguồn ví dụ chúng ta sẽ chỉnh lưu từ hệ thống 3 pha chẳng hạn, rồi chúng ta sẽ chuyển chuyển sang 85 kHz, chúng ta sẽ tương đương với nguồn áp. Sau đó chúng ta sẽ có các cuộn dây, cuộn bù người này, rồi để bù cái thành phần này, cái thành phần điện kháng điện kháng tự cảm này chẳng hạn, điện kháng tự cảm TX-LX. Thì các cấu trúc này chúng ta sẽ phân loại này, chúng ta có nguồn mắc nối tiếp, nguồn LC này, LCC này, rồi chúng ta có thể thêm các cuộn dây này. Đó. Thì tất sau này chúng ta có thể nhìn nhận là hầu hết mọi nghiên cứu có thể sẽ nhìn nhận theo dưới góc nhìn này, góc nhìn tổng quát này. Đó. Cách nhìn. Tiếp theo là chúng ta sẽ có thảo luận về cái điều khiển. Chúng ta có cái bài toán điều khiển, thì thứ nhất chúng ta sẽ có cái bài toán điều khiển là điều khiển để giữ cái điều kiện cộng hưởng đó. Điều kiện cộng hưởng ví dụ như chúng ta thiết kế ở 85 kHz chẳng hạn, là dải tần 85 kHz, chúng ta phải điều khiển cái tần số để cho cái hiện tượng cộng hưởng xảy ra, hoặc là hiện tượng cộng hưởng ở một cái vùng nào đó, để đạt được cái mục tiêu là tối đa về về cái hiệu suất truyền tải, tối đa về công suất truyền tải. Tiếp theo chúng ta phải điều khiển để phục vụ cho việc sạc pin
chúng ta điều khiển để tối ưu hóa cái điện trở của tải để matching với cái điện trở tối ưu để đạt cái điều kiện là hiệu suất truyền tải là tối đa. Okay. Trong thực tế thì ví dụ các nguồn chúng ta có thể sử dụng để ví dụ như là muốn điều khiển cái tổng trở tương đương của cái nguồn pin này, cái tải này chẳng hạn này, để nó đạt cái giá trị tối ưu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thể sử dụng các cái mạch, ví dụ mạch buck boost là tổng thể chẳng hạn này, nhưng hoặc là cái mạch boosting active ngay trên cái rectifier này. Những trường hợp này chỉ dùng cho cái nguồn CC thôi, cái thiết kế đối với constant ở cái phía thứ cấp của mình chẳng hạn, nó là CC, trường hợp CC này, giống như nguồn SS này, các lựa chọn này. Thì trong cái bài báo mình cũng trình bày được, trình bày là cái cách thức mình có thể làm thí nghiệm để mình verify lại kết quả của mình. Ví dụ như cái thiết kế trong thí nghiệm mình ở đây mình sử dụng thứ nhất mình có nguồn 3 pha mình chỉnh lưu, sau đó mình có thể sử dụng nguồn có bộ biến đổi DC DC thì mình điều trong cái nguồn bộ DC này điều khiển được cái điện áp DC này. Từ đây mình sẽ đo được cái công suất phát ra đây qua cái full bridge converter này. Đấy, qua hai cái cầu kịch lưu chẳng hạn, mình sẽ điều khiển xung để đẩy cái tần số lên 85 kHz, rồi mình phát qua cái cuộn dây này, cuộn dây trong trường hợp này mình phát qua đây, phát qua cuộn dây, sau đó biên nhận rồi là mình có cái hệ thống bù, sau đó nghịch lưu rồi qua cái hệ thống nhận cho pin. Trong phòng thí nghiệm thì mình làm đơn giản là ví dụ như cái nguồn này chẳng hạn thì mình cần DC DC thì mình thay thế vào cái nguồn controllable DC DC đây. Controllable DC DC supplier cái cục này, cái cục này. Sau đó thì mình phát lên cái full bridge mình cái converter DC DC convert cái converter AC, cái nguồn DC AC này thì mình sử dụng cái khối có sẵn nó bán sẵn à. Nguồn Silic SIC đây có sẵn, mình lắp và mình điều khiển qua cái con TI này nè, mình phát cho cái cuộn này 85 kHz cuộn phát rồi đến cuộn nhận kịch lưu, tất cả mình theo dõi các sóng xuống oscilloscope đó, mình test các trường hợp điển hình ví dụ như là hệ thống SS này, hệ thống SS là hệ thống nguồn tụ điện mình sẽ mắc nối tiếp với cái cuộn dây này để cộng hưởng để khử cái điện kháng của cuộn dây. Tiếp theo thứ cấp tương tự như vậy, hệ thống SS người ta phân tích hệ thống SS trước kia là có nguồn áp và 85 kHz chẳng hạn, nguồn ra bây giờ sẽ có cái tính chất của nguồn nguồn dòng. Tiếp theo mình khảo sát cái hệ thống LCCS L đây CC nối tiếp. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có nguồn áp ban đầu, đầu ra sẽ là cái nguồn nguồn áp. Đấy. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có hệ thống 3 cuộn dây, mình đã test 3 cái trường hợp này. Đó. Thì trước khi cắt cả cuộn dây này, mình tự quấn hết, mình tự quấn nút cuộn dây. Rồi cái việc số vòng dây này thì các thứ thiết kế thì mình sử dụng các sử dụng cái ANSYS 3D Maxwell mình để tối ưu hóa cái kết cấu của cuộn dây. Đây là cuộn phát rồi cuộn nhận rồi cuộn phụ này, trong cái trường hợp 3 cuộn dây thì mình quấn với cuộn nhỏ này chẳng hạn. Các thông số thì mình có thể dùng các LCL meter mình đo được hết các thông số. Theo cái bảng này chẳng hạn, này cái thông số cái máy này mình đo được. Để mình thực hiện bù, ví dụ mình đo tại thiết kế 85 kHz thì mình đo được được cái điện kháng là bao nhiêu, rồi mình sẽ chọn cái tụ điện nó là bao nhiêu để nó cộng hưởng. Sau đó mình đo được kết quả đo thì mình sẽ thấy rằng là ví dụ như cái cuộn sơ cấp mình có cái điện áp hình bậc thang như thế này, hình stair như thế này, đó, stairway như thế này, thì cái nguồn cái sóng hình sin đó. Cái dạng của dòng điện phía thứ cấp thì mình nhận được
Tương tự như vậy, đối với cái hệ thống này, hệ thống SS này, rất đơn giản là điện áp phi tư cấp nó cũng dạng như hình xung vuông như thế này. Rồi dòng điện thứ cấp nó sẽ dạng sin vì nó được nắn chỉnh qua cái điện kháng của nó sẽ thành sin, tương tự như vậy. Công suất tức thời của phía sơ cấp đường màu vàng này, công suất tức thời của phía thứ cấp đường màu đỏ. Đó. Mình đo được cái hiệu suất trong cái trường hợp này nó lên tới nó là khoảng 85%, thì đạt 85% hiệu suất DC-DC. Trường hợp này là hiệu suất DC-DC mình đo 85%. Đây mình đo lấy cái điện áp một chiều nhân với dòng điện một chiều nó ra điện áp 1.000 như này, mình phát 1.000 nhận được khoảng 84,8 W, được khoảng 85%. Đây là cái hệ thống SS là phổ biến nhất, các bạn thấy là trong hầu hết các bài nghiên cứu đều nghiên cứu trên hệ thống SS này. Có một cái cải tiến nhỏ trong cái hệ thống LCCS này, được mình thêm tụ mình hệ thống này. Thì mình thấy rằng là cái dòng điện nó không còn xin nữa, dòng điện nó bị bóp méo đi. Đó. Tuy nhiên thì cái phía thứ cấp thì dòng điện nó vẫn là xin, sơ cấp thì dòng điện bị bóp méo một chút. Trong trường hợp này mình có thể nâng được cái điện áp và điện áp một chiều với sơ cấp lên và nâng được cái hiệu suất truyền tải lên khoảng 90% DC-DC trong trường hợp này. Tương tự như vậy, đây là cái mô hình mạch chữ chữ T, thêm một cái góc chữ T nữa đó. Để tương tự với cái hệ thống ba cuộn dây nó đạt một cái kết quả tương tự là 90%, sóng nó cũng tương tự như vậy, nó cũng méo như vậy. Vì mình nhìn ở góc độ mạch thì cái hệ thống LCCS và hệ thống ba cuộn dây nó sẽ quy chung ra cùng một cái sơ đồ lý thuyết mạch, là sẽ cùng cái sơ đồ là hai cái hình chữ T, khối chữ T mắc nối tiếp với nhau. Vì vậy mà theo đúng lý thuyết thực nghiệm cũng đưa theo đúng lý thuyết là hai cái kết quả là hệ sóng nó giống nhau và cái hiệu suất truyền tải nó cũng khá là giống nhau. Thì mình có cái kết luận trong cái trường hợp này nghiên cứu nhận thấy rằng là khi đưa cái hệ thống hai cuộn dây hoặc ba cuộn dây là mình sẽ nâng cao được cái điện áp ở phía sơ cấp, giảm được cái tổn thất ở phía sơ cấp và nâng được hiệu suất. Chi tiết thì mình đăng ở trong cái bài báo mà cái bảng số A đó. Thì qua cái nghiên cứu này thì mình có đề xuất một cái hướng là nâng cao cái hiệu suất. Ngoài cái việc điều khiển đó, thì trong cái thiết kế này thì mình sẽ sử dụng, mình có thể linh hoạt sử dụng các khối chữ T này, khối chữ T trong trường hợp này bù này. Qua cái khối chữ T này mình sẽ linh động, mình sẽ điều khiển được điện áp. Ví dụ trong trường hợp này khối chữ T này sẽ làm giảm điện áp, ví dụ mình sẽ tăng điện áp gần như tối đa có thể của cái nguồn phát DC phía đầu này qua cái nguồn qua cái khối chữ T ban đầu bù, rồi mình sẽ giảm được cái điện áp của giảm điện áp của cái phía của cuộn dây này. Cái này nó sẽ xử lý trong trường hợp cái sơ đồ mạch này. Ban đầu bạn nhìn sơ đồ mạch này, mình sẽ thấy là cái trường hợp trong cái trường hợp mà weak coupling tức là cái XMR trở lên rất là nhỏ thì toàn bộ dòng điện nó chạy qua cái XMR này, nó không chạy qua cái tải này. Đây là cái nguyên nhân gây ra cái sụt nguyên nhân gây ra cái hiệu suất của cái hệ thống này sụt giảm, và ngay cả cái công suất truyền tải nó cũng bị sụt giảm trong trường hợp weak coupling do cái XM nó nhỏ này. Như vậy mà để giảm cái trường hợp này, chúng ta phải tìm cách tăng cái điện áp của chỗ XM lên mà không làm tăng cái điện dòng điện chạy qua cái RTX và RCP này. Thì bằng cách chèn cái khối giữa này, cái thí nghiệm vừa rồi của mình với ba cái trường hợp đầu này, một hai ba này, nó chỉ ra là sau khi mình tăng được cái điện áp lên thì nó sẽ giảm được hiệu suất. Trong trường này mình sẽ có 336,9, 3388, trường hợp này nó chỉ có 72 đấy. Đó. Tương tự như vậy. Ok, nên cái nội dung đến đây là kết thúc cái bản cái bài public của mình trên Power Electronics. Mình có một số cái thảo luận trong cái lĩnh vực này, chẳng hạn này, có số thảo luận dựa trên này. Thứ nhất là cái tần số cộng hưởng đấy, tại sao nó phải là 85 kHz, nó lớn hơn thì nó sẽ có cái điểm lợi là khi mình tăng cái tần số lên thì cái điện kháng hố cảm nó sẽ tăng tăng lên, nào có XM này, nếu tăng cái tần số thì XM này sẽ tăng lên và nó sẽ tốt trong cái trường hợp là weak coupling.
sẽ giảm được cho ta cái tổn thất do cái sụt áp ở trên cái XM này, nếu chúng ta tăng tần số. Tuy nhiên khi ta tăng tần số của XM lên thì các tổn thất trên các switch này, nó sẽ tăng. Cái bài toán này là một cái trade-off. Ví dụ như bên Kai chẳng hạn ấy, người ta lại chỉ thiết kế cái hệ thống người ta ở cái tần số tầm 20 kHz thôi, trong khi đó các trường ở các trung tâm khác, ví dụ như là của các trường bên 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 New Zealand chẳng hạn, người ta lại thiết kế tầm 85 kHz, 100 kHz giống như của mình. Tuy nhiên bên Kai người ta trung thành với tầm 20 kHz, người ta lập luận rằng là cái con switch công suất đấy nó sẽ tối ưu hóa khi nó truyền tải cái công suất lớn ấy, thì nó sẽ đóng cắt ở công suất lớn tầm kilohertz ấy. Trong cái Midcai tầm nó thiết kế đến là mấy chục kilohertz ấy. Thì người ta cho rằng là 20 kHz nó tối ưu, thì cái tần số cộng hưởng ấy là một vấn đề lựa chọn, một vấn đề giữa mạch điện và mạch từ tối ưu hóa. Rồi cái phương pháp mà mình hiệu chỉnh cái tần số cộng hưởng ấy, nhà thiết kế nó sẽ khác so thực tế nó hoạt động nó sẽ khác so với mình thiết kế ban đầu. Mình có một cái hệ thống tự động tuning cái tần số đấy. Tiếp theo nữa là trong một số cái ứng dụng về sạc động, các biến sạc động chẳng hạn đó, thì có rất nhiều các tham số nó biến đổi. Ví dụ như cái coupling coefficient khi hoạt động ấy thì nó sẽ thay đổi liên tục, rồi là tổng trở của cái pin nó cũng thay đổi. Vì vậy mà chúng ta phải thiết kế thêm những cái khối mà đưa những cái bậc tự do cho cái hệ thống của mình thêm có tính điều khiển tối ưu. Rồi tiếp theo là một số cái lĩnh vực liên quan là cái tụ điện để làm cách nào để mình có thể bù, mình có các tụ điện nó có cái tính chất là điện dung nó biến đổi theo tần số, điện dung nó biến đổi để mình có thể tự động mình bù, nó không cố định, tạo cái tính linh động cho cái hệ thống của mình. Đó. Rồi một loạt các vấn đề liên quan đến điều khiển, ví dụ điều khiển tần số rồi điều khiển tổng trở cho cái hệ thống sạc động của mình. Hiện tại bây giờ hướng nghiên cứu chủ yếu tập trung cho cái sạc động thôi, còn các sạc tĩnh thì theo mình thấy thì đã khá là major, cái ngành này khá là major, công nghiệp thì đã có. Rồi nhưng mà mình xin phép dừng cái trình bày của mình tại đây và dành thời gian cho các anh em mình bàn luận. Ok. Vâng, rất cảm ơn anh Hoạch về bài trình bày vừa rồi ạ. Nếu mọi người có câu hỏi nào thì có thể đặt ra cho Dr. Hoạch và chúng ta cùng vào phiên thảo luận ạ. Thôi để thế để em mở hàng, có khá là nhiều câu hỏi liên quan đến cái bài trình bày của anh ạ. Thứ nhất là em nghĩ có một cái ý một chút, đấy là tại sao cái dự án của Kai họ chọn cái 20 kHz thay vì 85 kHz. Ngoài các lý do anh đưa ra thì em nghĩ là có một lý do nữa, đấy là cái công suất của Kai họ làm là khá là lớn. Vậy thế nên là cái chọn những cái switch mà nó available trên thị trường ấy không không phải là nó dễ, không phải là dễ để mà chọn cái switch đấy. Và em thường thấy là họ họ sẽ chọn cái IGBT thay vì là MOSFET để họ làm cái bộ inverter ở phía sơ cấp. Nên là em nghĩ là cái 20 kHz một một phần lý do cũng là bởi vì là họ không thể chọn được cái switch nào nó phù hợp với cái dải công suất lớn mà họ họ đang làm. Đấy là một cái ý bù đắp, à một cái ý thêm vào cái phần giải thích của anh. Cho em đến cái hình như là cái hình số 9, cái hình số 9 ạ. Ok, số 9. Hình số 9 ở slide trước sao anh ạ? Slide trước đây, đây. Ok, thì ở đây anh trình bày khá là nhiều cái dạng cấu hình. Anh có thể giải thích một chút về
cái cấu hình mà 3 ba three coin, một cái cuộn cuộn intermediate ấy, thì nó mesh vào cái nào ở trong cái những cái cấu hình này, mô hình nào dùng để cái mô hình nào ở đây dùng để mô hình hóa nó. Đây cái nguồn ST, đây cái hình này, STS block này, by adding sendcoin. À Sendcoin vâng. trường hợp này mình sẽ cái sendcoin, cái phía mà cái cuộn sen này, mình cuộn sendcoin này nó sẽ có một cái hỗ cảm mà đối với cái cuộn phát Vâng. á. Và cái việc hỗ cảm với cuộn phát thì mình đã có mô hình mạch chữ T như này rồi này. Đó, như đây. Trừ LSM các thứ đấy này. Đó, chuyển xem. Như vậy nó sẽ dư ra cái phần gọi là phần điện kháng điện cảm riêng của cái cuộn phát này, LTX này. Rồi nó có điện kháng riêng của cái cuộn sen này, mình cần khử thôi. Mình khử hết dùng cái khối S này, một khối S này. Khối S thứ hai mình khử cái điện kháng của cuộn phát này. Rồi cái hỗ cảm giữa cuộn sen và cái cuộn phát này mình sẽ mô hình hóa được bằng một cái mạch chữ T này, này. Trong Vâng. trường hợp này sẽ có STS. Ok. Vậy trường hợp này nó sẽ có gần như là nó có sẽ trong trường hợp này mình sẽ có cái mô hình là hình chữ T. Trong trường hợp này nếu mình khử được toàn bộ mình có hình chữ T, nó sẽ tương tự như y như cái mô hình LCL này hoặc là LCL này. Đó, về giống nhau. À. Vâng, vậy để cho em hỏi một chút là đây anh đã xét cái mối tương tác giữa cái cuộn intermediate về lại cái cuộn 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 sen, thì có nghĩa là giữa cuộn cuộn Và truyền và cuộn intermediate. Vậy thì anh có xét đến cái ảnh hưởng của cuộn intermediate với cái cuộn cuộn nhận không ạ? anh không xét. Tuy nhiên thì trong cái mô hình mạch theo cái hướng này mình tức là mình mong muốn công suất nó truyền tải theo cái hướng này. Cái À. hướng ví dụ như từ từ cái cuộn xe này đến cái cuộn cuộn phát rồi đến cuộn nhận. Thì tuy nhiên thì có một cái hướng truyền tải là trực tiếp từ cái cuộn sen đến cái cuộn nhận, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Thì như vậy cái đó là cái nguồn mình, cái hướng mình không mong muốn, cái hướng mình không mong muốn. Mình thiết kế làm sao mình giảm cái hiệu ứng đó, À, ok. thiết kế giảm nhất cái hiệu ứng đó. Cái Ok. nguồn Vâng, còn một câu hỏi nữa là vào hình 12, cái hình anh show cái tần số CCCV đấy ạ. Cái hình 12. hai đây, Đây ok. đây đây đúng rồi, đúng rồi. Thì ở đây thì em thấy là có một tần số CC này. Đấy, Rồi. thì mình sẽ chọn tại cái tần số 85 kHz đấy, làm chọn là cái nguồn dòng lồi. Rồi. Thế thì em thấy có hai cái tần số CV. Đấy, một cái là khoảng độ 70 kHz và một cái là khoảng gần 100 kHz. Thì anh chọn cái tần số nào ở đây làm cho cái chế độ sạc nguồn áp? Nó có hai cái này. Mình không dùng cái bài của mình đã có đọc qua cái Ok. bài của mình về cái lĩnh vực này. Mình dùng cả hai cái điểm, cả cái điểm CV này. Trong cái Vâng. mình đề xuất mình không dùng cái chế độ này, không dùng cái CV này, Vâng, ok. không dùng cái chế độ CV này. Mình chỉ dùng tại 85 kHz fix tại đấy thôi, mình không dùng cái chế độ CV này. Thì À. là cái chế độ CV này theo mình thì ví dụ như là nó có thể ứng dụng được trong cái trường hợp là cái sạc tĩnh đấy, là Vâng. cái hệ số khi mà cái K này nó khá ổn định này, mình sẽ nhìn thấy rằng cái điểm này nó sẽ trượt, nó bị À. trượt theo cái À K này, vâng. đúng không? Coupling nó sẽ trượt theo cái K, nó sẽ không ổn định. Đó. Và thứ hai là trong trường hợp weak coupling ấy, thì cái weak coupling thì cái điểm CV mode này là thực ra cái điểm CV mode này là nó không phải là cái điểm thực, là CV mình nhìn rõ cái điểm khoanh vùng ấy, nó không chạm, cái đường đỏ là cái đường tại K về 0,05 này, nó nằm rất xa, nó không chạm vào cái đường này, cái điểm này, nhìn cái điểm này không, Vâng. khoanh vùng CV này. Nên ra là cái chế độ CV mode để CV và CC ấy, thực chất ấy, thì trong của cái mạch theo cái lý thuyết của thì này ấy, thì mình có giải thích là nó là những cái điểm làm việc không không ổn định đâu, không ổn định nó À. không phải là CV thật thật, tức là mặc dù lý thuyết là nó độc lập với tải giả dụ, nhưng mà tuy nhiên là trong trường hợp này nó vẫn bị phụ thuộc vào cái hệ số K
A này, K này. Đó. Khi K thay đổi thì nó không còn là CCCV nữa đâu. Vâng. Thế Và thì ngay cả là khi K nó yếu đúng không ạ? và em nghĩ là trong trong chế độ sạc tĩnh thì khi mà K nó thay đổi trong cái thay đổi trong một cái giải phạm vi nó nhỏ ấy, thì mình có thể Đúng vẫn rồi. có thể giả giả sử được. Nhưng mà Đúng nếu rồi, mà đúng cho rồi. sao động ấy thì K thay đổi trong một cái phạm vi lớn thì rất là khó để mà xác định. Ý là cái điểm này nó sẽ thay đổi ấy, nó sẽ thay đổi. Đúng rồi, điểm thay đổi. Và thứ hai là cái CCCV, nếu muốn muốn đạt được cái giá trị thực là CCCV thật đấy, tức là cái mình ý mình nói là cái chế độ sạc là giả dụ như là cho cái pin lithium chẳng hạn, nên mình có cái đường đặc tính là sạc ở chế độ điện CC hoặc CV, cái khái niệm CCV cho sạc cho pin lithium đấy. Vâng. Thì mình nên khuyến cáo là sử dụng các nguồn DC-DC độc lập riêng thì sẽ tốt hơn. Vâng, ở Tức là bên thứ cấp đúng không? Ở bên secondary side. ở phía phía đó học mình dùng cái công cụ nào cũng được, nhưng nó phải có một cái actuator riêng biệt để mình điều khiển được dòng điện hoặc điện áp cuối cùng đến cái pin đó. Vâng, Mặc ok. dù là nó Ok, sẽ là em cũng đồng ý với cái quan điểm đấy, bởi vì là mình không thể ở trong sạc động thì mình không thể kiểm soát được là cái coupling nó thay đổi như thế nào, đúng không? Nó có thể giảm xuống, nó có thể tăng lên, hoặc là nó có thể không thay đổi. Nhưng mà thế thì cái việc mà mình chủ động điều khiển ở phía secondary side thì có khả năng là ổn hơn là việc mà mình đưa về phía sơ cấp để mình điều khiển. là cái điều khiển này theo ý đó thì CCV thì điều khiển đó là từ cái khi mình thiết kế cái hệ thống sạc không dây của mình, nên tuy nhiên thì nó sẽ biến đổi trong thực tế vận động vận hành, nó sẽ biến đổi liên tục. Theo mình thì Vâng. trong công nghiệp mình bắt buộc phải sử dụng một cái hệ thống riêng để điều khiển cho nguồn áp và nguồn dòng cho cái pin sạc của mình ấy. Nó có một cái phải phải có một cái actuator riêng. Cái actuator đó là có cụ thể có thể là cái buck boost converter chẳng hạn, Dạ riêng vâng nào. vâng 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 em cảm ơn anh ạ. Vậy ở trong mọi người thì có ai có câu hỏi nữa không ạ? Mọi người có thể mạnh dạn lên ạ. Vâng, thế thì chắc là nếu mà không có câu hỏi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai. Nếu mọi người vẫn còn thắc mắc thì mọi người có thể email riêng anh Hoạch, và có một cái cuộc nói chuyện nó dài hơn. Vì thời gian không cho phép nên là chúng ta có thể là phải dừng cuộc bài trình bày của anh Hoạch ở đây. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ với cộng đồng ạ. Cảm ơn mình, cảm ơn mọi Dạ vâng ạ. Thì bây giờ Duy có thể chia sẻ cái thông tin về quảng cáo trước khi mà anh Nam vào phần trình bày thứ hai được không ạ? Dạ, anh.